Nó to kinh ý. Ở đây lên trên rồi. Lại đứng này ơi. Rồi thu dây gãy rồi. Thu dây vào xong má nhỉ. Thu vào thôi. Vừa loay đứng ngay nó phi lắm, bộ đầu ngang. Đi vào đi vào đi. Bắt giờ này nó mệt đây, đúng cháu nhìn thật. Đi bắt nhanh không? Bắt rồi. Cùng ngắm xuống ao là cùng ướt hay sao? Thu kiểu gì đừng để nó đâm ngao. Lạnh bên này. Nặng nhiều quá. Nhưng mà cùng với em không phải bên chiều sáng không biết diều thì ngày xưa bên chị bé trong châu thì mới chơi lại mấy cái diều vớ vẩn bé ngày xưa diều sáng chơi. Cái này ông già anh chứ, ông già anh nhà ba con mà. Ngày xưa có diều sáo thì hay chơi diều sáo vớ vẩn kiểu như diều sáo vớ vẩn thôi. Còn giờ diều sáo và diều bây giờ đang làm diều đẹp. Đấy rồi, may ấy. Đấy. Nhưng mà khung cờ đang hơi yếu ấy. Mẹ mới có gió này thôi mà đã thế này thì. Ôi gió này ông 36 kìa ông kìa, nhìn kìa còn như chữ V rồi kìa. Đấy. Lên gió kia thì chắc là. Ai? Tới đây. Vào đây. Rẽ lối này nhá, đi vào đây. Rẽ đường này. Được. Mà đổi lan. Chắc chắn phải đổi thôi. Để hạ con này xuống làm đi. À, đi đi về. Giang đâu gọi điện đi không mẹ. Đi về gọi Giang rồi về dưới ấy. Giang cứ vào đâu Giang rồi nó đi vào đánh xong. Kìa còn tâm còn hai con thì là xuống đâu. Tiêu trên con nữa này. Trên nào? Ba con.